còn chưa đánh má hồng, chưa tô son ha. Bây giờ còn ăn xích nữa. Đó, em xong rồi nè, em đang chỉ ra thì chị thấy hả? Đó, còn hãy như bây giờ chị đang ngồi ăn. Vâng. Đó rồi, còn gì nữa? Còn quá hậu, tại sao nãy giờ chưa chịu ra? Em quá hậu, coi kìa, mang là một bên dép, một bên giày. Không ra có thể thống gì lên cho cái trời. Không có một cái sự chuẩn bị gì cả. Còn riêng Tuấn Kiệt bây giờ chưa thay đồ mà còn ngồi cạnh cái hộp ăn. Em ơi, 12 giờ người ta bấm máy rồi, anh chị em người ta xong xuôi hết trơn ra ngoài. Thì còn em nhỏ nhất ở đây mà em làm cái gì? Ai có lên cả cái gì nữa? Ai có lên cả cái gì nữa? Quản lý em đâu? Quản lý đây đúng không? Vô chung kia kìa, vô chung kia kìa. Cậu thấy mệt mỏi lắm hả? Chắc là cậu mệt lắm thôi. Đúng vậy, mình thấy mệt mỏi quá. Thay đồ dẹp vô đi. Sợ quá. Muốn ăn sáng thì làm ơn người ta lên 8 giờ sáng người ta ăn. Sợ quá. Sao chị cứ đi lòng vòng, chị cứ nói lem bẹp gì vậy? Trời ơi, quá rồi. Sao vậy? 12 giờ rưỡi chậm tiến độ rồi, biết bao nhiêu tiền của chương trình. Trời ơi, cứ một phút là bao nhiêu tiền của sản xuất. Làm ơn mình làm nghệ sĩ mình phải biết nghĩ tới sản xuất giùm đi. OT là ai trả tiền? Chị ăn 2 đồng lương hả? Chị ăn 2 đồng lương hả? Chị ăn 2 đồng lương hả? Là 3 đồng. Đó. Ví dụ ta muốn làm tóc, uống tóc đồ, ta tới hồi 6 giờ sáng á. Em đã tới sớm rồi, sống trơn rồi, em đợi mọi người chụp hình thôi. Không hề, ở đây người ta chụp hình nè, hết đó rồi. Nè, đó là những phải ra đợi chứ thấy không? Em có ra em được chụp đâu. Nó là những phải đợi. Riết gì cái gì cũng vậy, sạc sẵn sạc sẵn sạc sẵn sạc. Mình phải ý thức đi chứ. Quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Quay gì quay hoài vậy? Cắt đi. Hôm qua thì chị có mắc con trộm. Hôm nay không có con gì cho chị bắt hết giờ không Khánh? Hả? Mặc đồ đẹp. Đây mặc đồ phong cách giống Châu Đăng Khoa. Dạ. Châu Đăng Khoa hay mặc đồ cao cao. Dạ đúng rồi. Giống như nhân vật truyện tranh trong Nhật, phim Nhật, truyện Nhật á. Ừ. Sợ. Gì dữ vậy? Thú vị cả, tôi lượng nhạt nhẽo lắm. Khách mời cho, tao không thấy ai nữa. OT hả? Phải. Đây là OT à? OT à. Không có giỡn như vậy nghe chưa? Đừng có quay. Cái con ngủ nữa. Anh Giang đây rồi chị. Anh uống gì để nữa mọi người. Cái máy này hả? Ừ. Tôi chị giá thử vô được. Để lên cái lên. Cái nhá. Mới thấy đang bị nhớ. Lại quay nữa. Không có nội dung. Cái này không có nội dung gì hết đó. Về xã xuồng. Dạ. Về xã xuồng hả? Về xã xuồng hả? Lại làm massage. Ủa nhưng mà đã không? Dạ đã. Thử đi. Mấy hôm mới vô tay. Đi ra thì đi ra. Được cái vai. Ủa? Cái gì đó? Má này xinh, thử miếng đi. Ê, cho thử miếng đi, thử miếng. À, ấy da. Mà má này cũng làm quá như là gió giật tới nơi vậy đó. Em không nhìn vô. Mơn trớn, alo. Đang chờ có người tặng nè. Gì? Đâu, em đang có tiền mua cái mới rồi. Nên là em cố tình làm cho cái này nó hư luôn. Để em giục em cảm thấy là không có tiếc á. Thôi, Nam Mô à. Nào, cho nhiều vô, không ai chở đâu. Có gì có ủa. Ủa sao lại chỉ đứng chốn như vậy ta? Có gì qua nói chuyện, biết cái gì mà nhắn tin vậy con? Anh chưa hình trai. Qua nói chuyện trực tiếp với em xong chưa, anh xong chưa gì vậy? Thôi con, đi gặp lại con hả? Ok con, cứ mời nha.
Ủa, ở đâu nó cực sẵn vậy trời? Ghê chị đó. Quang bu ca. Quang bu ca sao? Cái đầu nữa. Có gì thú vị? Nó hồi tớm rồi kìa. Ngoài có vẻ bên, ở bên tính mình xuống kìa. Dạ. Làm gì? Dạ. Hả? Em đang muối Himalaya lên. Hôm bữa nay không bữa là rồi. Muối Himalaya nay là muối hộp. Muối hộp. Ừ. Tại sao cứ gắn lên ngoài vậy? Thích. Chị thích không? Em thích gắn nặng đôi da vậy nè. Kiểu chị có hộp em cũng phải có hộp đó. Gắn nặng đôi da quá. Ông camera đi qua bánh phét bả đúng không? Biết ngay mà. Hậu không biết tới chị. Hậu không biết hả? Khánh Thành. Chị Khánh Phân. Em ra với lại chị Khánh Thành. Em Khánh Dân. Khánh Dân, Khánh Thành anh. Tóc kìa. Tóc giống nhau luôn nè. Lát nữa đang. Trước đi, số thứ 3 thử lại. Này khỏe chưa? Em khỏe rồi. Chị đâu qua hậu tao mà quay kem show mà ngủ không à. Lát nữa ra bàn hớt tóc cho giống nhau đi, tóc giống nhau quá kìa. Không, bé hớt không được em. Anh hớt thì được, nhưng bé hay tóc được. Tóc hả? Không phải, tóc này nó vô nếp rồi. Tóc của anh Phân là vô nếp rồi. Tóc anh tóc tự nhiên nên được. Giờ cái này mà hớt xuống cái là chỉnh là hơi mệt nha. Hớt vậy thôi. Hớt vậy thôi. Ấy là cùng động tác thôi. Vậy thôi, hớt vậy thôi. Em bên đó đi, em bên phải đi, anh bên trái anh gì thôi. Hả? Rồi. Mà bữa giờ gặp hoài luôn á, gặp bữa giờ luôn á. Bởi vậy không? Nghệ sĩ không phối hợp nhau gì chưa? Mà bất cười lắm, ai bên đây hai người này cứ trả lời. Mày bây giờ nào cũng làm. Ừ. Không, mà anh đâu phải là làm bên đó đâu, anh đi xuống nữa. Anh chờ xuống tầng em rồi xuống mà như anh đi đủ tầng hết trơn á. Tại vì sao ngồi chơi buồn ngủ quá. À ờ đúng. Tại rồi. Cái đèn nó cứ như nè. Em hiểu cảm giác. Cái đèn á nó bị chặt vô mắt anh. Cái mắt anh nó phải bao căng ra. Mà nó càng căng hết thì nó kiểu mình mỏi quá, mình chịu hết nổi cái mình bị sụp. Nó vậy á. Em có biết cái mình bị thói quen luôn, tự nhiên lên nhìn nè. Mắt anh nó nhìn luôn nè. Nhìn nó không phải nhìn bình thường nữa tại vì cái 4 3 2 1